cơ sở sản xuất chống chiêng, chống bó Tiên Di. Chúng con hôm nay cơ sở chúng con quay vào nhằm ngày 21 tháng 3 năm 2024. Thì hôm nay cơ sở Tiên Di chúng con xin giới thiệu sản phẩm bộ chống công phu, bộ ba chống công phu dành cho các quý thầy, quý cô để dùng tụng, để dùng công phu sáng khuya chiều. Thì con xin giới thiệu sơ lược qua bộ sản phẩm chống công phu này. Tổng thể thì giá đỡ được chạm khắc tổng thể toàn bộ chân dưới chân, tụi con làm toàn bộ là gỗ to chắc chắn và cực kỳ là vững chắc, được chạm khắc tổng thể toàn bộ ạ. Chống thì được nguyên khối, có kích thước đường kính là mặt chống 40, chiều dài cao là 40, chống nguyên khối gỗ. Chất liệu thì được làm bằng gỗ có đỏ da trâu ạ. Đây cơ sở chúng con là review thực tế luôn. Thì vân cây vân gỗ như thế nào thì nó còn nguyên si này như vậy. Còn khánh thì đơn cơ sở chúng con làm bằng gỗ căm xe, gỗ đỏ, nó tùy theo, gỗ mít cũng có. Đây cơ sở chúng con này đang review thực tế tại xưởng sản xuất của bên cơ sở chúng con. Đây là một bộ thì bên cơ sở chúng con sản xuất và bàn giao về cho quý thầy ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ngày mai thì bên cơ sở chúng con sẽ bàn giao, còn một bộ thì bên cơ sở chúng con làm có sẵn tại cơ sở. Các quý thầy, quý cô mà có nhu cầu thỉnh mua thì cứ xin liên hệ bên cơ sở Tiên Di chúng con qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng. Hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của bên cơ sở chúng con. Ngoài ra thì bên cơ sở chúng con là chuyên sản xuất theo yêu cầu ạ, mẫu mã theo yêu cầu. Các quý thầy, quý cô mà có nhu cầu thì cũng xin liên hệ bên cơ sở Tiên Di chúng con ạ. Thì bộ chống công phu thì bên cơ sở chúng con là làm mà hãng hàng chất lượng. Con xin nói sơ lược qua ha, là cái chuông ở trên nó sẽ khác nhau, thì giá thành nó sẽ chênh lệch nhau cùng một kích cỡ, nhưng mà sẽ chênh lệch nhau là khoảng 2 triệu đồng. Thứ nhất là do chất liệu, và cái thứ hai là do vào mẫu má bên tay bên phải của bên con á, thì chuông không có hoa văn đó, và tay bên trái thì có chuông có hoa văn ạ. Đây cơ sở chúng con review lại thực tế đó, nên đảm bảo là tinh chuông nó sẽ khác nhau và rất nhiều, chuông loại 1 và loại 2 đấy ạ. Nhưng mà chống công phu thì đều giống nhau, kích cỡ và chất liệu, khánh cũng vậy. Nhưng mà ở đây tụi con sẽ để là cái chuông nó sẽ khác nhau một chút xíu để cho các quý thầy, quý cô có thể tưởng tượng thực tế ạ. Tại vì trên thị trường thì giá cả thì rất là nhiều loại giá, và cũng liên quan đến chất lượng và cũng liên quan đến chất liệu và khác nhau. Nên bên cơ sở con cũng review thực tế tất cả các sản phẩm của bên cơ sở chúng con để cho các quý thầy, quý cô và quý Phật tử có thể là hình dung thực tế hơn. So với ở ngoài thì nó rất là đẹp hơn rất là nhiều so với thực tế ạ. Mà bên cơ sở con là sản xuất là âm thanh là đảm bảo là chuẩn của tiếng chống công phu khuya chiều ạ. Chân giá đỡ thì bên cơ sở chúng con đấy chạm khắc này, bốn đầu lân đấy là đảm bảo là rất sắc nét, chạm khắc hết toàn bộ. Con xin nhắc lại là nếu có quý thầy, quý cô mà có nhu cầu thỉnh bộ chống công phu thì xin liên hệ bên cơ sở Tiên Di con qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm chi tiết về các sản phẩm bên cơ sở chúng con sản xuất ạ. Cơ sở chúng con xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.
cơ sở sản xuất chống chiêng chống mó Tiến Di chúng con hôm nay bàn giao bộ chống công phu lại kiện một về cho chùa Phước Long Cổ Tự ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ạ. Chúng con đang quay thực tế tại chùa. Chúng con bàn giao tại chùa nên chúng con đang quay lại thực tế. Nếu mà các quý thầy các cô mà có nhu cầu thỉnh mua bộ chống công phu hay là khí pháp như chống chuông mó, khí pháp đình chùa thì cũng xin liên hệ bên cơ sở Tiến Di chúng con qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của bên cơ sở chúng con. Ở đây chúng con đang bàn giao về tận chùa. Dạ, giá đỡ chân chạm khắc rất chi là sắc nét, rất là đẹp ạ. Dạ. Bên cơ sở Tiến Di chúng con thì luôn dì theo thực tế tất cả các sản phẩm của bên cơ sở chúng con trước khi bàn giao và cũng như sau khi bàn giao về chùa. Dạ. Cơ sở chúng con xin chân thành cảm ơn các quý thầy, quý cô, quý Phật tử đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của bên cơ sở Tiến Di chúng con ạ.